Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình nha. Cây này một cốt cho mình. Một cốt nha, cây rất là già luôn. Cây này có mã số là 727. Có cái hòn này là hòn này tầm 23 nha, cao là 40. Nên nằm bầu đất riêng là 30. Cây này giao lưu nhanh luôn. 450 bao ship nha. Cẩm thị nha mình. Đây, cái này một cốt cho mình nha. Đây, nhà mình xem tham khảo luôn. Được viên ý thì ủng hộ luôn nha, cẩm thị. Rồi mã số 727, giao lưu nhanh với nhà mình là 450 bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.